Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm thế tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên tường quan trọng cũng như trên kênh Hùng Lê Chứng khoán thì như các anh chị em cũng đã rất quen thuộc rồi. À, một tuần chúng ta sẽ có một cái bản tin video phân tích bộ ba tham gia chung thị trường, sau đó chúng ta sẽ view một số các cái danh mục cổ phiếu à, rất là quan trọng. Và đặc biệt ở trong tuần vừa qua thì các anh chị lưu ý là chúng ta xem à, một cái bản tin phụ, à, một cái bản tin phụ được phát đi cách đây 4 ngày đó là vai trò của nhóm banh trong việc giúp chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 break vùng 1340 và tại video này thì Hùng phân tích cho các anh chị 6 mã cổ phiếu chiến lược và tiềm năng ở trong cái giai đoạn uh, trong cái giai đoạn này đó ví dụ như mã cổ phiếu MBB ACB công thương VPBank Techcombank đó rồi uh, 6 sáu cái mã cổ phiếu thì các anh chị có thể xem lại BIDV đó uh, chúng ta có thể xem lại bản tin này và các anh chị cũng có thể xem lại uh, đối với nhóm ngành chứng khoán thì hùng cũng đã có một cái video phân tích à các anh chị nhé cách đây khoảng đây này đấy nó nó là không biết là là ngày nào này đấy khoảng tầm từ tháng 8 đến này đầu đầu tháng 8 đúng không thì chúng ta có phân tích là vai trò của nhóm ngành chứng khoán trong việc dẫn dắt thị trường thì tại thời điểm đó cũng có phân tích cho các anh chị những cái mã cổ phiếu rất chiến lược rất quan trọng ví dụ VCI, FTS và CTS đó MBS đó một số các mã cổ phiếu và cái bản tin này thì à đây một tháng trước nói một tháng trước. Đó thì các anh chị uh, có thể xem lại và xem lẫn những cái cái video chúng ta phân tích tuần thì cũng có những cái video uh, phân tích mang tính chiến lược. Các anh chị mang tính chiến lược tại uh, những cái thời điểm bước ngoặt của thị trường. Còn uh, một ngày uh, sau khi mà chúng ta kết thúc một phiên giao dịch thì cũng sẽ có một bản tin uh, phân tích của ba tham số chung của thị trường thì các anh chị cũng quen thuộc rồi. Ở trên kênh Lê Chứng khoán thì các anh chị đăng ký hai kênh này để chúng ta có thêm uh, những cái thông tin, những cái góc nhìn uh, tốt nhất và tối ưu nhất trong quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư các anh chị nhá. À, thế còn à, bản tin tuần này thì à, nó vẫn như thường lệ thôi. À, phần à, thứ nhất thì à, chúng ta sẽ đi à, view bộ ba tham số chung của thị trường. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu tiềm năng gồm danh mục cổ phiếu trụ, ngành bất động sản, khu công nghiệp, nhóm thép, nhóm bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán và chúng ta chính thức là tuần tới thì chúng ta chỉ có một phiên của tháng 9 và chúng ta chính thức bước vào tháng 10, bước vào quý 4 của năm 2024. Chúng ta chỉ còn một quý cuối cùng chạy nước rút để chúng ta hoàn thành những cái target mục tiêu của năm năm nay và Hùng Lê cũng uh, xin được kính chúc anh chị nhà đầu tư, chúng ta sẽ uh, hoàn thành vượt mức những cái kế hoạch mà chúng ta đã đề ra. Và với góc nhìn của cá nhân Hùng Lê thì quý 4 của năm 2024 sẽ là một quý thành công và sẽ là một quý mà thị trường chúng ta sẽ tăng tích cực các anh chị nha Uh, tuyên bố biến trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung mà Hùng Lê phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của Hùng Lê do đó thì các anh chị em của chúng ta sẽ cân nhắc uh, trước khi xem và trước khi áp dụng với một quan điểm xuyên suốt đó là chúng ta không tranh luận về mặt quan điểm và các anh chị em có thể uh, có thể gọi là gì uh, đối chiếu lại đối chứng lại tất cả những cái gì Hùng nói uh, Hùng nói sớm tất cả những cái gì Hùng nói nó là đã đã gọi là tương lai cho một tuần tức là năm phiên giao dịch của tuần tới các anh chị và sau khi một tuần kết thúc giao dịch thì các anh chị có thể đối chứng lại những cái gì mùng đã nói đó và nó đúng hay nó sai và nó sát được đến khoảng tầm bao nhiêu phần trăm thì nhà đầu tư tự đánh giá đúng không ạ và hùng có chia sẻ rồi à, trưởng thành lên từ nhà đầu tư do đó thì hùng hiểu được những cái đau khổ những cái mất mát à, rất là lớn trong cái quá trình mà chúng ta chinh chiến ở trên thị trường nếu như chúng ta không trang bị chúng ta những cái kiến thức à, quan trọng à, những cái kiến thức để mà chúng ta chiến đấu thì à, sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ phải rời bỏ thị trường chứng khoán thôi và Uh, và và thị trường chứng khoán là một một cái mỏ vàng nhưng không phải ai lên đó cũng đào được vàng đó và để đào được vàng chúng ta có kiến thức có kinh nghiệm có tâm lý chiến rồi chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều những cái hành trang để chúng ta bước đi ở trên cái con đường đó và với quan điểm như vậy thì hùng đã liên tục làm những bản tin video phân tích ở thị trường chứng khoán từ 2018 cho đến thời điểm hiện tại và chúng ta sẽ tiếp tục công việc đó các cụ nói rồi dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân tức là cái công việc của mình làm đó là cái sự đam mê nó là cái sự chia sẻ và chia sẻ những giá trị đến với cộng đồng nhà đầu tư thì trên đây là một vài những cái ý như vậy để các anh chị nắm được phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu đi view lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua các anh chị nhá chỉ số vn index phiên giao dịch 23 đến ngày 27 tháng 9 thì về cơ bản trong tuần vừa qua là một tuần giao dịch hết sức là thành công khi mà chỉ số vn index của chúng ta đã chính thức đạt ngưỡng 1.300 điểm ở đây Thế thì uh, bắt đầu vào bản tin tuần thì cũng đã có phân tích những cái điểm mà gì chỉ số VNI của chúng ta sẽ có quay uh, có xu hướng quay trở lại chỉnh cung ở vùng 1265 đến vùng 1270. Đồng thời chúng ta hướng đến cái target tuần ở vùng 1290. Thì các anh chị nhìn thấy là ngay trong phiên giao dịch của ngày 23 chúng ta đã có những cái điểm test và đến ngày 24 thì chúng ta cũng đã có những cái điểm test về vùng 1265 đến vùng 1270 đây các anh chị, những cái điểm test rất sát và có có những cái thời điểm gọi là điểm 1267 ở đây. Đó. Và sau đó thì hàng ngày chúng ta cũng đã có những phân tích và target tuần ở vùng 1290 chính thức đạt được ở trong phiên giao dịch của ngày 26. Gáp tăng ở đầu phiên và sau đó nó trả cung nó lập gáp và và target ở vùng 1300 điểm chính thức đạt được ở trong phiên giao dịch ngày 27 tháng 9, chính là phiên giao dịch của ngày hôm nay. Thế thì bước vào phiên giao dịch ngày 27 thì Như cũng đã có phân tích dự báo với các anh chị, khả năng chỉ số VNI chúng ta tiếp tục có gáp tăng lên vùng 1295 đúng ạ phiên ngày hôm qua thì cây đến giờ nó xả hết thì phiên ngày hôm nay cũng có dự báo 1295 và cái điểm xuất phát điểm điểm open đúng điểm 1295 luôn và sau đó trong cây đến giờ này thì nó đã kéo chạm vùng 1300 tuy nhiên như cũng đã có phân tích với các anh chị rồi vùng nhiễu động tức là cái vùng 13 1295 1300 1306 1310 ở đây là cái vùng nhiễu động mạnh của chỉ số VNI cho nên là không thể một sớm một chiều mà nó vượt qua được đâu nó cần thời gian và đúng là như vậy khi chạm đến vùng 3 thì như vậy chúng ta có bốn cây đến giờ à, uh, test quay trở lại và cũng rất may là cây nến giờ từ uh, kết thúc phiên thì nó đã có một cây nến đúa búa tất nhiên là cái điểm rút chân nó chưa được gọi là thuyết phục nhưng ít nhất nó là rút chân và ít nhất là nó đã test lại được cái điểm 1283 ở uh, à, xin lỗi cả nhà 1285 1287 ở đây đó thì Nhung đã có phân tích rồi sau cái điểm kéo gáp đó thì một là test điểm đẹp là 1285 1287 và điểm sâu hơn thì chúng ta tính toán ở điểm 1280 đến vùng 1282 đó và trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta kỳ vọng là gì chỉ số VNI chúng ta test thành công trên vùng 1280 thì đó sẽ là những cái phiên test sẽ là những cái phiên tích lũy rất đẹp của thị trường đó và tiếp tục dự báo uh, cho phiên giao dịch ngày 30 tháng 9 khả năng chỉ số VNI của chúng ta tiếp tục có gáp tăng và các cái điểm kéo lại ở khoảng quanh vùng 1297 sau đó nó sẽ test và vẫn như vậy thôi vùng 1285 1287 điểm sâu hơn 1280 1282 test tích lũy thành công mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn à, chúng ta vẫn tiếp tục hướng về vùng ngã thuật 1300, 1306 và vùng 1310 trong trường hợp mà thị trường chúng ta bứt thoát được vùng một ba một không thì xin báo cáo với các anh chị em là nhịp này thì cũng đang đưa người ta cái các kỹ thuật của chỉ số VN có thể hướng đến vùng một ba trăm hai mươi điểm đến vùng một ba trăm ba mươi điểm ở đây đó tất nhiên là gì để mà lên được cái vùng này thì các anh chị lưu ý là hai cái điểm này chính là điểm một hai tám mươi cộng của chúng ta ở đây đồng thời thì chúng ta sẽ phải à, xem thử xu hướng của thị trường tại cái vùng nhiễu động tức là vùng 1300, 1306 và 1310 này như thế nào. Đó, sau đó thì Hùng sẽ tiếp tục đánh giá. Và hàng ngày chúng ta có một bản tin cho nên là các anh chị yên tâm đúng không ạ? Chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, phân tích ở trong uh, tín hiệu CN Time trực tuyến cũng như là các cái bản tin chia sẻ ở uh, sau khi mà chúng ta kết thúc một phiên giao dịch đối với chỉ số VN30 uh, thì như Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị ở trong phiên giao dịch của ngày 23 dự kiến các điểm test 1320, 1323 target tuần sẽ uh, hướng đến vùng 1340 đến vùng 1345 và tại thời điểm đó thì rất nhiều những anh chị em comment bảo em ơi làm gì mà lên được 1345 em có bị ngáo không đó nhưng câu chuyện là gì cũng biết được cái nội lực của thị trường đó, thị trường chúng ta đang có những nhóm nào dẫn ngành và đặc biệt là sau đó thì hùng phân tích cái nhóm banh và các anh chị nhìn thấy là banh nó chạy té tè le ra đó và cái câu chuyện là gì chúng ta hiểu được cái cái lòng thị trường như vậy thì chúng ta có những cơ sở để chúng ta phân tích định lượng lên những cái target như vậy chứ không phải là chúng ta nói một cách nó vu vơ ở à, tất nhiên là cái cái thị trường chứng khoán nó là sát xuất các anh chị và không phải khi nào chúng ta cũng đúng đó à, và sau các anh chị nhìn nhé các cái điểm test này và nó test tích lũy ở phiên 23 24 và đến phiên 25 thì bắt đầu là à, à kết kết gọi là kết phiên của 25 thì bắt đầu có hai cái đến giờ phục hồi 24 bắt đầu phục hồi và đến cây đến 25 thì mở gáp luôn và thị trường chúng ta đạt được target 1345 ở phiên giao dịch của ngày 26 sau đó thì cũng tiếp tục xây lên cái target 1355 1360 và chính thức thì chỉ số VN30 chúng ta vượt mốc 1360 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay Đó, 1360 các anh chị nhá. Và bản tin mà chúng ta phân tích kết thúc phiên giao dịch ngày 26 Chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày 27 Ok, có target này Các anh chị cứ xem lại đi Rồi, và sau đó thì chúng ta thấy rằng là phiên giao dịch ngày ở uh, Cây đến giờ đầu phiên uh, Chúng ta có nói đến cái câu chuyện là uh, Chỉ số VN30 chúng ta sẽ tiếp tục có những gáp tăng À, kéo về vùng 357 và cây nến giờ đầu phiên thì sau sau cái điểm à, 1357 á à, thì nó kéo lên luôn ở 1360 và nó quay về nó test. Thì các điểm test chúng phân tích rồi, điểm đẹp 1345, điểm à, sâu sâu hơn một tí xíu ở dưới này thì sẽ là vùng 1340. Và các anh chị nhìn thấy là cây nến giờ kết thúc phiên có thời điểm đã test sát đến vùng 345, kéo lên trên được vùng 1350 và đây cũng là một cây nến giờ à, kết thúc thành công ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay và một cây nến à, kết thúc tuần phải nói là đẹp Các anh chị phải nói đẹp Thì với góc độ hiện tại như thế này Chúng ta dự báo tuần tới uh, Phiên giao dịch ngày tháng 2 uh, VN30 sẽ tiếp tục Các anh chị uh, sẽ tiếp tục có các cái điểm kéo lại Và các cái gáp kéo thường vẫn tiếp tục dự báo Ở quanh vùng 1357 Các anh chị sau đó nó sẽ test và có thể là gì? À, các vùng test kỹ thuật ở vùng 1345, 1340 vẫn như vậy thôi. Test kỹ thuật thành công. Mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì à, chúng ta tiếp tục dự báo cái khả năng chỉ số VN30 vn, in, VN của chúng ta sẽ break vùng 1360. Và cái target kỹ thuật mà chỉ số VN30 sẽ hướng đến ở trong nhịp này đó là vùng 1375, 1378 và vùng 380 Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn... <laughs> À, chỉ số vn30 ở trên sàn cái tuần ngày thì các anh chị cũng đã nắm được qua những cái bản tin mùng phân tích hàng ngày và các anh chị nhìn thấy là trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta nhìn thấy thanh khoản của vn30 uh, liên tục vượt trung bình 21 phiên thậm uh, liên liên tục uh, vượt ma uh, 21 phiên ở đây và thậm chí là có những phiên gấp 3 trung bình 21 phiên điều đó cho thấy là gì điều đó cho thấy là dòng tiền lớn dòng tiền lớn họ bắt đầu họ đánh cái rổ vn30 và rổ vn30 gần như là cái rổ dẫn dòng và trong cái rổ dẫn dòng đó thì đương nhiên nhóm banh là cái nhóm mà chiếm cái những cái tỷ trọng lớn nhất đó và các anh chị cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ trong tuần vừa qua thì nhóm banh đã tăng rất là tích cực chứ không phải đến bây giờ chúng ta mới ới mới nói thế này thế kia đó mà chúng ta đã nói trước đây 4 ngày rồi và chúng ta đã phân tích cực kỳ kỹ đấy là vai trò của nhóm banh trong việc mà giúp cho chỉ số vn 30 chúng ta vượt qua vùng ba bốn ok vậy thì sau cái thời điểm mà nó vượt qua 40 rồi chạm đến vùng ba sáu rồi đẹp rồi thì như vậy là các anh chị nhìn thấy hai cây đến ngày của chúng ta đều chạm đến vùng 1360 nhưng sau đó thì đều bị bị rụt 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 chân trở lại đúng không? Rụt cổ trở lại. Thì như vậy là gì? Nó sẽ cần khoảng 1 đến 2 cây nến nữa. À và các điểm test đẹp sẽ là vùng 1340 và 1345, tức là sau khi bứt 1340 thì nó quay trở về nó test 1340 và 1345. Test đi thành công thì như vậy thôi. Sau cái điểm mà nó test lại thành công ở vùng 1340 đó là điều kiện cần và đủ để giúp cho chỉ số VEM50 chúng ta bứt vùng 1360 đánh tiếp đến vùng 378 đến vùng 380 như chúng ta có phân tích ở trên sạc kỹ thuật giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30 view lại chỉ số VN30F một m ở trong tuần vừa qua. Thế thì đối với phái sinh trong tuần vừa qua cũng là một tuần giao dịch hết sức là thành công các anh chị nhé, hết sức là thành công và chính thức là phái sinh của chúng ta cũng đã đạt được những cái target kỳ vọng target tuần ở vùng 1340 đến vùng 1345 điểm các anh chị nhá. Và đồng thời thì trong tuần vừa qua chỉ số phá sinh cũng đã có những cái điểm test à những cái điểm test tích lũy. Thì như vậy thôi đúng không ạ? Chúng ta dự báo trong phiên giao dịch của ngày 23 kéo lên vùng 1333 và sau đó nó test lại này. Và các điểm test ở vùng 1325 điểm sâu hơn sẽ là vùng 1318, 1320 và vùng 1323. Và các anh chị để ý thấy là đến cái phiên giao dịch của ngày 24 đúng không ạ? À trước khi mà kết thúc phiên sáng thì như vậy là chỉ số phái sinh của chúng ta test sát đến vùng 1322 điểm ở đây này. Tức là nó đã test về đến cái biên gì ạ? Cái biên mà chúng ta dự báo và tại sao chúng ta lại có cái biên 1323? Thì các anh chị lùi lại những cái bản tin vùng phân tích ở phiên giao dịch ngày 19 đến ngày 20 tháng 9 thì các anh chị sẽ hiểu vì sao nó lại có cái mốc đó. Và kể từ đây thì như vậy là các anh chị nhìn thấy một cái điểm mà uh, điểm break kỹ thuật cực đẹp này, chạm kênh xu hướng dưới và bờ break cản trên ở đây. Đó và phiên chiều của phiên giao dịch của ngày 24 thì như vậy là phản trình của chúng ta bắt đầu uh, sừng sững đi lên và bắt đầu hiện thực hóa những cái target kỹ thuật ở vùng 1340, 1345. Và sau đó thì cũng tiếp tục nâng người ta ghét kỹ thuật lên 1350, 1360 và khuyến mại thêm cho các anh chị 5 điểm lên đến vùng 1365. Tức là trong phiên giao dịch của ngày 26 thì chúng ta phân tích lên đến vùng 360 và trên thực tế thì nó kéo lên đến khoảng quanh vùng 1367. Trước khi mà nó quay trở về nó test tích lũy đây. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn lại là phái sinh hiện tại cũng đang test đẹp các anh chị. Đấy các anh chị nhìn thấy không ạ? À, và đặc biệt là trong phiên giao dịch của nửa cuối, nửa cuối của phiên ngày 26 đúng không? Chúng ta lấy cái 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 nửa cuối của của, của 2/3 của phiên giao dịch ngày 26 và phiên giao dịch ngày 27 ngày hôm nay. Tức là sau khi phái sinh nó bứt qua được cái vùng của 350 ở đây nhá. Đó anh chị nhá. Và nó kéo lên, nó kéo lên đến ở đây, tức là nó kéo lên đến khoảng quanh vùng 1366 ở đây này. Thì nó test lại và các anh chị nhìn thấy là nếu như chúng ta thấy lấy cái điểm xuất phát điểm ở đây là vùng 1340 đến vùng 1345. Đó, lấy một điểm 1340 1345 của phiên giao dịch của ngày 25 tiến tiến lên vùng 1365 thì phiên ngày hôm nay đó, phiên ngày hôm nay nó và thậm chí là trong phiên giao dịch của ngày hôm qua nữa thì nó chỉ test cung và nó đang test được ở trên 1 phần 2 của cái nhịp à, của mình nhịp tăng này đúng không đó nó đang test trên 1 phần 2 và nó vẫn chạm cái xu hướng và phiên giao dịch của ngày 27 tháng 9 thì cũng có dự báo cái điểm kéo 1361 đấy anh chị nhìn thấy điểm kéo lên đúng không ạ và nó test lại và cái điểm test lại đó thì cũng có phân tích ở điểm 1353 đến 1355 đây các anh chị test điểm 1 long test điểm 2 thì cũng phục hồi long nói chung là như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái vùng 1350 1353 1355 đang là biên hỗ trợ kỹ thuật khá là tích cực và đắc lực của chỉ số phá sinh và với động thái hiện tại như thế này thì ông kỳ tiếp tục kỳ vọng là gì phiên tuần tới mở cửa tuần tới thì như vậy là phá sinh chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 360 đến vùng 362 sau đó tiếp tục lấp và điểm lấp sẽ là 1350 1353 1355 còn trong trường hợp nếu như uh, có cây nến uh, có cây nến giờ nó thủng ở vùng 1350 thì chúng ta sẽ tính toán đến vùng 1345 và tại sao chúng ta lại nói đến vùng 1345, 1340 thì chúng ta sẽ xem ở chỉ số phá sinh ở trên trạc kỹ thuật ngày. Và như ông có chia sẻ và phân tích với các anh chị em rất nhiều các bản tin gần đây đó là gì? Đối với phái sinh chúng ta đang nằm ở trên một kênh xuống uptrend trung và dài hạn. Chưa có một cái downtrend nào ở đây hết á. Và trong một cái uptrend trung và dài hạn đó chúng ta có những điểm cản và đồng thời có những cái điểm hỗ trợ thì chúng ta sẽ phân tích theo sóng. Các anh chị nhá chúng ta sẽ phân tích theo sóng và trong tuần vừa qua thì phá trên người chúng ta vượt qua được cái target tuần ở vùng 1360 ở rất là đẹp và ở đây các anh chị nhìn thấy bông hoa 1340 đó chính là một cái nút thắt kỹ thuật rất là quan trọng của thị trường trong cái giai đoạn vừa qua đúng không ạ và sau khi mà chỉ số vn30 vượt qua vùng 1340 thì ở đây các anh chị chúng ta sẽ dự kiến các cái điểm test tích lũy lại ở trên vùng 1340 đến vùng 1345 và chúng ta zoom to cái chỗ này lên để chúng ta nhìn thấy là gì à như vậy là ở đây chúng ta bắt đầu nhìn thấy gì ạ? những cây nến à, những cái cây nến mà nó có cái nó có râu nến trên đúng không ạ à, nó hình thành một cái cây chuồng ở đây như vậy thì có thể là gì thị trường chúng ta sẽ cần khoảng 2 đến 3 phiên nữa à, 2 đến 3 phiên nữa nó liên tục test à, cố gắng đâm thủng với vùng cản kỹ thuật 1360 ở đây và cố gắng test thành công trên vùng hỗ trợ kỹ thuật 1340 1345 ở đây đó và chúng ta chờ đợi sau những cây nến test đó thì xuất hiện cái anh chị xuất hiện những cây nến hammer ngày xuất hiện những cây đến năm ngày và đặc biệt đối với chỉ số phá sinh phá sinh chúng ta vượt thoát qua được vùng các anh chị phá sinh của chúng ta vượt thoát qua được vùng 1360 và xuất hiện những cây nến ngày đóng như thế này thì đó sẽ là những cái dấu hiệu dự báo rằng cái điểm uh, chỉnh của chúng ta uh, những điểm test cung kết thúc và uh, chúng ta đến một cái hành trình dài một cái hành trình dài của quý 4 năm 2024 các anh chị nhé quý 4 năm 2024 trước mắt đó là vùng 380 sau đó là vùng 1400 tạm tạm như thế đã đó và và chúng ta sẽ đi phân tích trên cơ sở gì? Trên cơ sở dữ liệu, trên cơ sở tín hiệu của các nhóm ngành để chúng ta đưa các cái target kỹ thuật và chúng ta không nói một cách phô vơ. Đó, không nói một cách lung tung. Đó và chúng ta sẽ uh, tuần tới thì như vậy là chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá cái khả năng break vùng của 360. Nhắc lại các anh chị nha Break vùng của 360 đối với cả chỉ số VN30 và phá sinh nó đều như vậy. Và sau khi bứt được qua vùng mã rồi thì chúng ta sẽ hướng đến à đó là vùng 1375, 1378, 1380 rất cụ thể và rất chi tiết như vậy để các anh chị nắm được. Thì uh, trên đây là góc view ở uh, liên quan đến xu hướng thị trường ở trong tuần vừa qua. Và bây giờ chúng ta đến một cái nội dung thứ hai uh, của bản tin tuần này, đúng không ạ? view lại uh, các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng, uh, những cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản. Và khi anh chị tham gia đến thị trường chứng khoán thì ai cũng biết đến những cái mã cổ phiếu này nó rất là đại chúng nó đại chúng và nó cũng là các mã cổ phiếu blue vừa blue chip nói chung là ông lọc ra những mã cổ phiếu như vậy để ông view cho các anh chị em mvg à dự kiến ở vùng 67.3 67.5 đây các anh chị nhá nó test này và đặc biệt là trong tuần vừa qua nó có test một cái điểm 66.5 Uh, target tuần hùng dự kiến ở vùng 69.5 đến vùng 70 đạt vùng 69.5 và bắt đầu có xu hướng sọc mạnh cây đến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì rất là may mắn uh, khi mà nó tiếp tục test lại mút đến ở vùng 66.5 và bắt đầu có xu hướng phục hồi quay trở lại ở cái biên ở đây đó là vùng 67.3 67.5 thì với cách thức vận hành như thế này thì khả năng tuần tới sẽ tiếp tục có cái biên test ở khoảng quanh vùng 67 các anh chị nhé. Uh, tức là một cái cây nến phục hồi như thế này thì nó cũng chưa thể nói hết được cái xu hướng cho nên khả năng sẽ có những điểm test như thế này. Và trong quá trình test tích lũy thành công thì như vậy mục tiêu uh, Mục tiêu thì tuần này chúng ta hạ thấp cái cái tỷ lệ xuống một tí uh, Để chúng ta xem cái điểm test ở đây đã Đó, test tích lũy thành công thì mục tiêu uh, sẽ ở vùng 69 Cổ phiếu Mansan <laughs> Cũng là một mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư Ở trong góc độ trung và dài hạn Trong tuần chúng ta dự kiến các cái điểm uh, nó sẽ test lại ở vùng 73.7 đến khoảng quanh vùng 74 Đây thì phiên giao dịch của ngày 24 à, và ngày 25 thì nó có xu hướng test lại hỗ trợ ở tất cả các tuần ở vùng 77 thì nó lên được vùng 76.5 và nó bắt đầu quay trở lại test cây nến giờ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay cũng là một cây nến giờ hết sức là quan trọng test mút nến và sau đó à, cái điểm đóng thì nó lại phục hồi lại ở trên gọi là cái cây nến giờ đóng phiên ở cây nến giờ cao nhất sau một cái sau một cái xu hướng giảm và nó xuất hiện một cây nến như này thì đó cũng sẽ à, điều đó nó cũng xác nhận cho chúng ta một cái xu hướng đảo chiều ví dụ như đây các anh chị ở à, chúng ta quan sát nhé chúng ta quan sát từ cái thời điểm là từ cái thời điểm phiên giao dịch ngày 20 đúng không ạ và nó bắt đầu chỉnh giảm đó nó chỉnh giảm cho đến là ở phiên giao dịch ngày 24 thì sau một cây nến doji và nó xuất hiện một cây nến búa với râu đến dưới và điểm đóng nến cao nhất phiên thì sau đó nó xuống xuống vô hồi và đây cũng là như vậy thì với cách thức vận hành như này Masan dự kiến sẽ hướng về khoảng quanh vùng 77 tiếp tục cái cái ghét như vậy cổ phiếu Vinamilk ở trong tuần vừa qua chia cổ tức à, chính vì vậy nên đây các anh chị này cái điểm mà chúng ta phân tích ở quanh vùng 72.5 thì bây giờ nó tụt xuống đây này nó sẽ tụt xuống ở đây đó là cái điểm ở khoảng quanh vùng 70.5 à, đây 70.5 anh chị nha kết thúc tuần Thế thì sau cái điểm chia thì như ông đã có phân tích ở đây này đúng không ạ? Nếu như trong trường hợp nó thủng vùng 72.5 thì nó sẽ test xuống và sau chia thì nó sẽ thành thủng 70.5 thì nó sẽ test xuống và ở phiên giao dịch ngày 16 ngày 7 chúng ta có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 693 695 thì như vậy là cái điểm ở phiên 25 thì nó suy soát về đến cái vùng 69 năm có cái sự phục hồi và cách phục hồi này thì khá là tích cực với góc độ hiện tại như này thì tuần tới chúng ta lại tính toán ở khoảng quanh vùng 70.5 các anh chị nhé 70.5 đến 70.8 kỳ vọng Vinamilk test lũy thành công mục tiêu sẽ hướng về vùng 72 xa xăm hơn một tí nữa thì chúng ta sẽ hướng lại vùng cản kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 72.5 cổ phiếu BVH ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung cũng chưa có nhiều các cái động lực điểm test tích lũy thì như chúng ta có phân tích ở đây đó là vùng 42.5 đến vùng 42.7 thì các anh chị để ý ở đây là nó có các cái điểm test uh, lâu về quanh vùng 42.8 nhé target tuần ở vùng 44 thì cũng đã có những cái thời điểm là cổ phiếu này đã đánh lên được khoảng quanh vùng 43.8 tức là còn 0.2 nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái target tuần và khi chạm đến cái vùng cản này thì như vậy là BVH lại đang có xu hướng quay trở về test và như vậy tuần tới ở vùng 43 đến khoảng vùng 43.15 kỳ vọng sẽ test tích lũy thành công và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn BVH sẽ break vùng cản 44 và điểm xa hơn sẽ hướng đến vùng 44.5 Cổ phiếu r đối với G ở đây thì um, chúng ta phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 66.5. 66, Trên thực tế thì ở đây có vùng 66.5 luôn. Đấy, đây các anh chị này open 66.5 đây, có vùng 66.5 66, target kỹ thuật tuần ở vùng 69. Tuy nhiên là lên được đến khoảng vùng 68.2 thì nó bắt đầu nó đổ lại nó test cung và phiên kết tuần thì nó lại về lại vùng 66.5. Như vậy tuần tới lại vùng 66.5. 66, 66 ờ, Kỳ vọng test thế thì, thì target tuần ở chúng ta lại không có gì thay đổi cả vẫn là vùng 69 đối với mã cổ phiếu PNC ở à đây các anh chị đó sau một cái giai đoạn nó lên này và nó rũ này các anh chị không ăn được lại với với này đâu đúng không ạ chúng ta phải phải rất là từ từ rất là từ tốn thì mới chiến đấu lại được với cá mập đó và sau đó thì nó rũ này và bắt đầu hai tuần này thì nó đang tiếp tục nó đi ngang và cái điểm 9899 nó vẫn đang khá tích lũy khá là tích cực và chúng ta chờ đợi thôi ở vùng 9899 thì các anh chị cứ gom một phần rồi chúng ta chờ đợi thêm các cái tín hiệu kỹ thuật và tín hiệu kỹ thuật đó là gì đó là giá phải bắt đầu vượt lại ở trên vùng 100 đồng thời chúng ta thấy rằng là vô đấy này các anh chị nhìn thấy là cái khối lượng vô nó bắt đầu nó nó tích lũy quay trở lại đây rồi và chờ đợi một cái phiên nào đó giá vượt lên và cũng có một cái nô cái vô lên mạnh này đồng thời chúng ta quan sát tín hiệu đường MACD đang đỏ quạch như này bắt đầu chuyển sang xanh gì đó thì đó sẽ là những cái thời điểm gì mà cổ phiếu dự báo cổ phiếu nó sẽ bắt đầu quay đầu tăng điểm và đó sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị có thể mua mở mua mặc xin hoặc là mở mua hết các cái mã cổ phiếu thì cái cách thức của chúng ta sẽ là như vậy thôi nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là bất động sản khu công nghiệp thì với quan điểm cá nhân của lê à, bất động sản khu công nghiệp sẽ cũng sẽ là một cái sóng ngành ở trong giai đoạn hiện tại bởi vì trong cái giai đoạn vừa qua thì à, cổ phiếu của ngành bất động sản khu công nghiệp cũng đã có cái sự chiết khấu rất là sâu rồi đó và đặc biệt là các cái mã cổ phiếu màu lọc ra phân tích thì các anh chị cũng đều thấy được những cái điểm đó ví dụ mã cổ phiếu KBC đúng không ạ cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy là hai tuần vừa qua nó đã phục hồi khá là tích cực KBC vùng dự kiến chỉnh cung tuần ở vùng 26 26.4 có luôn vùng 26 đến 26.4 trong phiên giao dịch của ngày 24 và ngày 23 à, target tuần ở vùng 26 thì chính thức đạt được ở trong phiên giao dịch của ngày 24 luôn và sau khi mà bứt qua được vùng 26 thì như vậy là uh, à xin lỗi cả nhà, sau khi mà bứt qua được vùng 20, 28 uh, ta ghét tuần là 28. Uh, sau khi bứt qua được vùng 28 thì như vậy là KBC tiếp tục uh, kéo lên vùng 28.5. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy là ba phiên giao dịch gần đây thì như vậy là uh, KBC đang chậm đà tăng và nó đang dừng lại tích lũy. Do đó tuần tới vùng 27.3 27.5 27.8 khả năng là những cái điểm này sẽ là những cái điểm mà test tích lũy thành công à, nó sẽ tiếp tục test lại ở đây mục tiêu uh, target của KBC trong thời điểm ngắn hạn hướng về vùng cản 29 và xa hơn sẽ là vùng 30 SSC cũng là một mã cổ phiếu uh, rất hay ở trong nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì đối với SSC uh, chúng ta có phân tích vùng 36 36.5 là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần đấy các anh chị test luôn ở trong phiên giao dịch của ngày 23 Ta ghép kỹ thuật tuần của SSC dự kiến ở vùng 38 thì đạt luôn trong phiên giao dịch của ngày 25 và bắt đầu nó bay bay về nó test. Như vậy tuần tới vùng 37 đến vùng 37.3 sẽ là biên kỳ vọng SSC sẽ test bị thành công mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn. Như vậy là tuần này nó đã chính thức hoàn thành được cái vùng 38 rồi. Cho nên tuần tới nó sẽ cố gắng break cái vùng 38 và cái cản kỹ thuật tiếp theo đó là của SSC sẽ hướng về khoảng quanh vùng 39. Cổ phiếu IDC thì em này cái tính tạo lập nó hơi khó chịu và con này thì nó giữ tiền tốt các anh chị nhìn này nó đi ngang này nó đi đấy đấy nó đi như này là đôi lúc là nhiều anh em cầm nó rất là khó chịu tuy nhiên nếu như chúng ta xét một cách tổng quan tổng lực thì idc cũng đã có những cái mức tăng khá là tốt trong năm 2024 và đến thời điểm hiện tại thì nó đang sideways đi ngang không biết là nó phân phối hay là nó tích lũy để nó tiếp tục nó đi lên thì chúng ta sẽ chờ thêm trong tuần chúng ta có nói đến điểm nó 7.5 58 58.2 target khoảng quanh vùng 60 thì cái điểm này là lên được khoảng vùng 59 59.6 rồi à 59.6 đúng 59, 6 rồi, 59.6 thôi nhá. Rồi xong đó thì còn 0.4 nữa thôi. Và tuần này bắt đầu những cái điểm kết tuần thì nó lại test lại vùng 58, tuần tới khả năng là vùng 57.5 vùng 58. À, nôm na là à, em này em mới test tích lũy thành công ở đây thì mục tiêu lại vùng 60 đấy. Cổ phiếu VGC à, trong tuần chúng ta dự kiến điểm test 143, còn sâu, sâu hơn thì tả hết cáp nhưng mà trên thực tế nó test 43. Target tuần 45 thì chưa đạt được, lên được khoảng quanh vùng 44.6 thì bắt đầu nó quay trở lại test cung. Như vậy tuần tới lại vùng 43, 43.3, 43.5. Kỳ vọng là S, à, VGC sẽ có các cái điểm test tư lý ở trong biên này. Mục tiêu vẫn là vùng 45.5. Cổ phiếu tiếp dự uh, kiến điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 23.4 Target tuần 24 thì cũng suy soát đạt và sau đó thì uh, phiên kết tuần thì nó lại đang có xu hướng quay trở về test cung Do đó tuần tới thì khả năng nó sẽ ở khoảng quanh vùng 23.1 các anh chị nhé uh, Test tuyên lý, lý 23.1 cộng trừ và test thành công thì mục tiêu vẫn là 24 thôi Bước được vùng 24 thì có thể lên tiếp đến vùng 24.5 Cổ phiếu DTD ở đây chúng ta có vùng 24.7 đến vùng 25 dự kiến sẽ là biên test kỹ thuật và các anh chị nhìn thấy luôn ở trong phiên giao dịch ngày 23 và đầu phiên giao dịch ngày 24 thì nó test luôn cái biên hỗ trợ kỹ thuật này target tuần ở vùng 27.5 thì chưa đạt được lên đến vùng 26.3 thì bắt đầu quay trở về chỉnh cung cho nên tuần tới khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 25.2 cộng trừ À, sẽ tích lũy ở quanh vùng 25.5 à, 25 25.2 cộng trừ và test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về ở các target kỹ thuật ở quanh vùng 27.5. À, hiện tại thì vẫn không có gì thay đổi. Cổ phiếu BCM đây các anh chị BCM cũng là một mã ngành ở trong cái nhóm ngành bất động sản công nghiệp và nó cũng thuộc uh, rổ VN30 thì chúng ta nhìn thấy là một cái giai đoạn nó tích vôn nhé các anh chị nhé rồi nó giảm này nó đi ngang này và vôn có khả năng là sau cái giai đoạn ngang đó thì khả năng vôn nó sẽ bắt đầu đẩy tăng trở lại đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy tín hiệu tích lũy này bứt thoát qua kênh tức là nó tích ở vùng 64 65 nhá nó tích khá là dài sau đó thì hiện tại thì nó đang tích ở quanh vùng 69 đến khoảng quanh vùng 70 Các anh chị 69 đến vùng 70 và khả năng khi đủ năng lượng rồi thì con này nó chạy đấy các anh chị nhìn thấy những cái cây đến tuần các anh chị 1 2 3 4 5 6 tuần 6 tuần nó chạy liên tục 6 tuần nó chạy liên tục các anh chị nhé sau khi nó tích lũy đủ năng lượng thì đó thì 6 tuần nó chạy liên tục thì cái việc mà chúng ta dự kiến những cái target ví dụ quanh vùng 80 này 90 này quanh vùng 100 thì nó cũng là trong tầm thôi và nó tích lũy càng chặt thì thì sau đó nó chạy nước rút nó càng nhanh đó thì đối với mã của phiếu BCM thì các anh chị cứ cầm nắm tích lũy thêm ở quanh vùng 69 hoặc quanh vùng 70 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì đối với thép hùng lê cũng đang kỳ vọng ở nhịp này thép cũng sẽ có những con sóng và các anh chị cũng sẽ có những cái biên lợi nhuận khi mà chúng ta tham gia các vị thế của thép và các các bản tin phân tích tuần thì hùng liên tục phân tích nhóm thép sau đó thì các anh chị vui lòng xem lại đúng không ạ chúng ta xem lại những cái nội dung mà liên quan đến nhóm thép để các anh chị nắm được và tuần này thì nó móc xích với tuần sau và tuần này thì nó lại móc xích với tuần trước tức là nó liên tục như vậy nó là một cái dòng thời gian và để chúng ta hiểu được bản chất các cái bản chất mà chúng ta phân tích thì chúng ta cần phải liên tục theo dõi những cái bản tin mùng có phân tích ở trên tuần cái chị nhá HPG dự kiến ở biên 252 đến vùng 254 ở trên thực tế thì nó không test về đến đây và nó test loanh quanh ở vùng 25.6 25.65 và target tuần ở vùng 26.5 thì suy soát đạt nó đã lên được vùng 26.45 rồi còn 0.05 nữa thì nó sẽ hoàn thành vùng target mục tiêu ở vùng 26.5 nó lên được 26.45 các anh chị nhá <laughs> Và ở đây thì nó lại Khi mà chạm đến cái vùng 26.5 này Thì nó bắt đầu có cái điều rơ lát lại ở đây Cho nên khả năng tuần tới sẽ ở vùng 25.8 Đến khoảng quanh vùng 26 Kỳ vọng test thành công ở vùng này Mục tiêu là bứt vùng 26.5 Để tiến đến những cái vùng cản kỹ thuật cao hơn Và khi nào mà cổ phiếu HPG Break được cái vùng 26.5 Thì Hùng sẽ tiếp tục xây target cổ phiếu Nam Kim uh, xu hướng cũng khá là tốt rồi trong tuần thì cũng có dự kiến ở biên 21.2 đến vùng 21.4 có luôn đấy các anh chị nhá có luôn vùng 21.2 đây đúng không ạ và sau những cái điểm test tích lũy như thế này thì như vậy target tuần ở vùng 22 thì phiên giao dịch ngày hôm nay là có thời điểm là đã lên đến vùng 22.15 các anh chị nhá tức là test hỗ trợ và có target tuần uh, như vậy thì những cái phân tích dự báo của chúng ta tương đối là sát các cái mốc hỗ trợ các anh chị thì với cách vận hành như thế này thì khả năng tuần tới Nam Kim vẫn còn những cái điểm test lại ở quanh vùng 21.6, 21.7 kỳ vọng test tiếp đi thành công. Mục tiêu thì vẫn như vậy thôi, bứt cản 22 và hướng đến vùng 22.5. Cổ phiếu HSG ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ thuật tuần đã phân tích cho các anh chị rồi, vùng 20 đến vùng 20.2 có luôn vùng 20 và cái điểm test sâu nhất cũng chỉ đến vùng 20 thôi và sau đó target tuần thì cũng có phân tích cho các anh chị vùng 21 có luôn target tuần 21 và thậm chí là có thời điểm đã đánh lên vùng 21.3. Với cách thức vận hành như thế này thì như vậy là gì? Lực cầu vẫn đang kích hoạt khá là tốt ở trong nhóm thép các anh chị nhá. Tuần tới à, nếu có thì như vậy là Hoa Sen sẽ tiếp tục quay trở lại vùng 20.8, 20.6 ở lanh quanh ở đây à, nó sẽ test những lũy thành công ở vùng này và mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì Hoa Sen sẽ tiếp tục ngắm lên vùng ngành kỹ thuật 21.5. VGS là một mã cổ phiếu ngành thép cực nhạy, cực nhạy các anh chị nhé, và với 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 VGS thì cũng không có khuyến nghị các anh chị cầm thêm. À, không không gom 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 thêm. À, nếu như mà chúng mở mua mới, còn nếu như anh chị có vị thế thì chúng ta có thể lướt lát tại những cái điểm hỗ trợ và tại những cái điểm kháng cự. À, đó và đối với VGS thì trong tuần cũng có dự báo là điểm 36 đến khoảng vùng 36.3, 36.5. Cái cây nến này là cây nến ảo anh chị nhá, không có đâu nhá. Đó và đây về mặt thực tế là 36 đến 36.3 tích lũy rất đẹp và target tuần thì đã nói rồi vùng 38 và điểm xa hơn sẽ là vùng 39 phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ còn suy soát một tí tẹo nữa thôi vùng 38.9 rồi tức là còn có 0.1 nữa thôi là hoàn thành target tuần đó thì những cái phân tích rất sát đúng không ạ À, điểm hỗ trợ ở đâu và điểm cản ở đâu thì chỉ cho các anh chị như thế rồi mà các anh chị không làm ăn được nữa thì thì chúng ta còn cái gì nữa đúng không ạ và những cái giá trị mình chia sẻ như vậy rất là chân thành như vậy rất là chân tình như vậy rồi đúng không ạ đó đó là những cái giá trị mà thực chiến ở cái quá trình thực chiến cái quá trình lăn lộn ở trên thị trường đau thương mất mát đúng không ạ và chúng ta tích lũy lại được và chúng ta uh, tìm hiểu những cái quy luật vận hành của cổ phiếu và thị trường để chúng ta dự báo thôi chứ còn chứng khoán là trò chơi xác suất các anh chị không ai đúng trăm đâu đó Chứ còn đúng 100% thì chắc là phải đúc tượng hoặc là được gọi là thánh nhân hay là như thế nào đó Còn những cái phân tích của cá nhân đồng lê thì các anh chị cứ đối chiếu lại đi à, Xem thử trong cái dòng thời gian đó để chúng ta xem lại đúng không ạ à, VGS ở đây thì như vậy là đẹp rồi một Cách thức nhá à, các anh chị nhìn thấy sau phiên 25 nó đẩy một cây nến rất là mạnh Và sau đó thì phiên 2627 test và test tích lũy như thế này là thành công Về bản chất ấy kể cả là nó test về đến khoảng quanh vùng ở đây này quanh vùng khoảng 37.3 vẫn là thành công bởi vì đây là một cái nến đẩy cho nên là nó test lại 1 phần 2 thân nến này nó nó hoàn toàn bình thường nhưng mà như các anh chị nhìn thấy đúng không ạ nó test chính xác quanh vùng 38 tuần tới vùng 37.7 đến khoảng vùng 38 dự kiến test linh lý thành công vùng này target mục tiêu thì vùng 39 thì đương nhiên rồi nhưng mà khả năng nhịp này nó sẽ tiếp tục quay lại 4x và điểm xa hơn chúng ta có thể ngắm đến ở khoảng quanh vùng uh, quanh vùng 40.5 40.5 đến khoảng quanh vùng 40 nói chung là 4x, 40, 40.5 vậy ở đây nó là có một cái cản nữa, cho nên khả năng khi kéo lên đây thì nó sẽ rung lắc thôi và các anh chị lưu ý uh, nếu như mà chúng ta có những vị thế quanh đây thì chốt tạm bớt đi vùng 40.5, 40, 5. Uh, 40. Đó. nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm anh bất động sản dân cư và đối với nhóm anh này thì như ông đã có phân tích chia sẻ với các anh chị rồi. À, chúng ta tập trung vào một số các cái mã cổ phiếu ví dụ như sale DIG, đất xanh pdr đó sẽ là những cái mã cổ phiếu có thể gọi là tiềm năng và chiến lược cho sóng tăng của bất động sản dân cư và cho sóng tăng của quý 4 gọi là quý gọi là cái nước gọi là cái giai đoạn chạy nước rút nước rút cuối cùng của thị trường chứng khoán Việt Nam đó, trước khi mà nó uh, đi vào một cái nhịp đao xe dài đó sale trong tuần chúng ta dự kiến ở biên 15 2 15 năm đây các anh chị nhá. Đây là 15 năm và dưới này 152 có luôn nhá, liên tục test tích lũy ở vùng 15.5 và có thời điểm thì cái điểm này là 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 cái điểm điểm này là nó nó thấp thấp ở đây là vùng 15.3. À đấy, các anh chị nhá. Như vậy là cũng sát sát rồi đúng không ạ? Rồi và tại đây thì chúng ta dự báo ra các tuần ở vùng 17 lên được vùng 16.5 và hiện tại thì nó đang ngập ngừng ở quanh vùng 16.5. Như vậy tuần tới ở quanh biên 15 9 16 1 dự kiến sao sẽ tiếp tục test tích lũy ở đây. Mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn sẽ bứt vùng 17 và hướng đến cái cảng kỹ thuật tiếp theo ở quanh vùng 18. Hà Đô thì cái cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay là một cây nến hơi bất thường cho nên là chúng ta cần phải đánh giá thêm ở trong à, tuần tới. Còn nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích cái điểm à, hỗ trợ kỹ thuật cho các anh chị ở đây là vùng 28.5 thì nó à, nó rơ lắc một tí tẹo ở đây thôi, nó rơ lắc xuống vùng 28.3. Target tuần ở vùng 29.5 hoàn thành luôn, thậm chí là điểm thứ nhất 29.5 và điểm thứ hai 29.5. Hai điểm target tuần cho các anh chị chứ không phải một điểm đâu. Đó và test rồi kéo rồi cây nến này thì hơi hơi bất thường này nên là chúng ta phải chờ đợi thêm những cái thông tin do đó thì tuần tới ở vùng 27.9 đến vùng 28.1 dự kiến sẽ tiếp tục test tích lũy ở vùng này test tích lũy thành công mục tiêu lại như vậy thôi trước mắt sẽ là vùng 29 và điểm xa hơn sẽ là vùng 29.5 HDC ở trong thời điểm hiện tại thì vẫn đang khá là đẹp lực cầu tốt và trong tuần thì cũng đã có một phiên đánh kịch trần đó chính là phiên giao dịch của ngày 25 và phiên ngày hôm nay bản chất phiên ngày hôm nay nhé cây đến giờ đầu phiên cũng khá là tốt tuy nhiên sau đó thì thị trường chung nó chỉnh cung cho nên là nó cũng rung lắc theo thì uh, trong tuần đối với HDC có phân tích cho các anh chị điểm 24.4 24.6 đây các anh chị có luôn có luôn một cái điểm 24.5 đó và thậm chí là đây là những hai phiên 23 25 23 24 nó test khá là đẹp này nó test dưới vùng 25 này sau đó nó đẩy này đó và target tuần ở vùng 26 thì chính thức đạt được và sau vùng 26 đó nó tiếp tục kéo thì cái target kỹ thuật tiếp theo sẽ là vùng 27.5 hơi tiếc một chút xíu là phiên ngày hôm nay nếu như mà HDC của chúng ta bứt được qua vùng à, qua vùng 27.5 thì đây các anh chị thì đó là một cái kịch bản rất là tuyệt vời à, vì sao lại như vậy đây chúng ta nhìn thấy một cái kênh xu hướng này và đây các anh chị đây là một cái điểm nghẽn kỹ thuật cho nên là phiên giao dịch ngày hôm nay các anh chị nhìn thấy đúng không ạ à, và sau một cây nến đẩy nếu như chúng ta nhìn ở trên thuần về phân tích kỹ thuật thì có thể nó sẽ test lại ở trên vùng 26 rồi sau đó nó sẽ dồn lực để tiếp tục là gì? Hướng đến cái vùng cả cái thuật vùng 29. Đó, và trên dạng cái thuật giờ thì nó sẽ thể hiện như thế nào? Đó, các anh chị nhìn thấy đây Đó. Thì kể cả ở đây đây vùng 26 thì nó test lại vùng 26 cũng là bình thường thôi bởi vì là sau khi mà break cả đúng không? Sau khi break cả thì nó test lại cả và nó test lại vùng 26 ví dụ như vậy. Đó. À, test thành công thì mục tiêu là break vùng 27.5 để đi đến vùng 29. Cổ phiếu Nam Long NLG ở đây chúng ta có À, dự báo cái điểm 41.5 sẽ là điểm test và điểm sâu hơn sẽ là cái vùng dưới này Và trên thực tế thì chúng ta nhìn thấy cây nến giờ vào phiên của phiên giao dịch ngày 23 tuần này Thì nó test ở vùng 41.5 và sau đó nó long luôn target tuần ở vùng 43, tuy nhiên lên đến vùng 42.6 thì như vậy nó sọc lại Và đây là một cây nến cứu cánh, cũng tạm gọi một cây nến cứu cánh đi Nhưng mà cái điểm cứu cánh đó thì nó chưa thực sự là thuyết phục đâu Cho nên có thể là tuần tới vẫn còn các cái điểm 41.5, 41.7 đến quanh vùng 41.85 Chứ là nó ở đây nó các anh chị nhé, chúng ta có một điểm test thì đây nó test lại. Và mục tiêu thì vẫn như vậy, 43. Cổ phiếu KDH, à, đây, dự kiến à, trong tuần sẽ test lại vùng 37.5 đến vùng 37.7. Các anh chị nhìn thấy luôn, có điểm 37.7, có tầm 1, 2, 3 cây đến giờ 37.7. 3 cây đến giờ 37.7. Rồi sau đó hoàn thành luôn target tuần ở vùng 39. Khuyến mại thêm cho 0.7 nữa lên đến vùng 39.7 ở đây thì bắt đầu nó tụt đó và chúng ta có thể kiểm định lại à, chúng ta có thể soi lại chúng ta có thể nghe lại à, nghe lại bản tin tuần trước xem hùng nói có phải hùng nói như vậy không đó ok rồi và <laughs> chúng ta thấy rằng là KDH đây à, test lại này thì bây giờ chúng ta sẽ có vùng 38.8 đến khoảng vùng 39 điểm xe xả nhỏ, nhỏ 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 đây nữa là khoảng vùng 30 mấy đấy này vùng 38.5 Yeah, nó sẽ test lại ở đây và kỳ vọng test thì đi thành công thì mục tiêu sẽ là bứt vùng cản 40 à, KDH sẽ bứt vùng cản 40 và đi về, về vùng 40.5 và KDH thì đâu đó Hùng cũng đang view những cái điểm view khá là đẹp Đây, các anh chị, KDH à, KDH có hay không một cái gọi là một cái cuộc phiêu lưu Một cái cuộc phiêu lưu và hình như trên trạc kỹ thuật ngày thì Hùng đang hướng target Đúng rồi, trên trạc kỹ thuật ngày thì Hùng đang hướng target của KDH lên vùng 45 Các <laughs> anh chị nhá lên vùng 45 Và vì sao lại như vậy thì ở đây, nói để mà phân tích thì nó rất là sâu à, Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có cái vùng 38.3, 38.5 thì sau khi mà nó nó bứt qua thì nó đang có hai cây đến ngày nó test này và thậm chí là có thể nó th có thể, có thể có thể có thêm một đến hai cây nến nữa hoặc là hai phiên nữa đó ví dụ như vậy nó test tích lũy thành công ở trên cái biên hỗ trợ kỹ thuật này đúng không và hiện tại thì đối với KDH nó ở vẫn đang xây ở trên một cái kênh xu hướng trung hạn à, do đó thì cái việc mà à, nó tiếp tục à, hướng đến cái việc của break vùng 40 để hướng đến cái vùng à, 40 45 là giá là rất là cao đó thì trước mắt là 40 40.5 nữa nha đạt phương trong tuần dự kiến vùng 55.5 đến vùng 56 à, có luôn điểm test 56 target tuần thì ở vùng 59.5 đến vùng 60 thì chưa hoàn thành lên được đến vùng 58 thôi đang test lại à, có thể tuần tới nó mới hoàn thành được cái target này bởi vì ở đây là nó đang có cái điểm tích lũy này các anh chị nhìn thấy ở điểm ở đây là điểm 56.3 như vậy là điểm 56.3, 56.5 đến khoảng quanh vùng 56.8 khả năng sẽ là biên test, test thành công ở đây. Mục tiêu sẽ là vùng 59.5 đến khoảng quanh vùng 60 cổ phiếu DG trong tuần cũng khá là tích cực rồi à, đó các anh chị và hiện tại thì DG cũng đang hình thành được một kênh xu hướng cản tuần Hùng Gó phân tích ở vùng 23.5 hay à, 23.5 237 thì như vậy là chạm đến vùng 23.5 thì nó đang xiêu chiều, chiều đây các anh chị Đó đúng không ạ và trong tuần hùng phân tích cho các anh chị điểm 22.32.5 có luôn điểm 22.4 à, được chưa ạ thế còn gì nữa target tuần ở trên này còn điểm hỗ trợ dưới này đúng điểm hỗ trợ thì nó bật tăng đúng điểm kháng cự thì nó sọc lại đó thế còn gì nữa các anh chị hết chưa hết thì còn gì nữa còn cái gì để trao đổi ở đâu đúng không thì um, DG đây vùng 22.8 lên vùng 23 tuần tới các anh chị nhá cây nến giờ này là cây nến giờ cứu cánh nhá để giúp cho chị cho 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 DG vượt lại kênh xu hướng nha cho nên là tuần tới khả năng nó sẽ do lát thêm một tí tẹo nó quanh vùng 23 cộng trừ 2 <laughs> mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì DG vẫn vùng 24 đến vùng 24.2 bứt được cái vùng 24 cộng thì khi đó ông sẽ phân tích tiếp đất xanh của anh Thìn cũng khá là đẹp rồi à, tuần vừa qua phân tích điểm 15 3 15 năm có luôn điểm 15 năm cho các anh chị ở đây và thậm chí là những cái điểm 15 năm 15 6 xít ở vùng 23 24 ngày 23 24 à, cản tuần ở vùng 16.5 sau đó sẽ hướng về vùng 17 và hiện tại thì lên được vùng 16.85 rồi à, chưa lên được vùng 17 thì nó bắt đầu nó test lại và đây cũng là một cây nến giờ cứu cánh Bởi vì bản chất là gì? Bản chất ở vùng 16.2, 16.4 này này thì nó đã có test ở phiên giao dịch của ngày 25. Thì bây giờ phiên ngày hôm nay nó test lại vùng 16.16.4 này, 16.3. Đó, nó test lại vùng 16.3 nó rút chân lên thì như vậy là khá là tốt cho nên tuần tới vẫn là vùng 16.2, 16.3, 16.4 test đi thành công, mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn là 17. Còn khi nào mà bứt được qua vùng 17 rồi thì chúng ta sẽ xây lên ở khoảng quanh vùng 17.5. Novaland thì vẫn chưa có gì thay đổi cả, vẫn là quanh vùng 11.3 cộng trừ 2 thôi, à, cộng trừ 0.3. À, bởi vì à, chưa có những cái sự chuyển biến mạnh mẽ, cho nên là nó sẽ tiếp tục tích lũy thêm. À, cản sẽ là 12, bứt được vùng 12 thì chúng ta lần lượt sẽ ngắm lên vùng 12.5 và xa hơn sẽ là vùng 13. PDR khá là tích cực khi mà trong tuần vừa qua, PDR cũng đã có những mức tăng khá là tốt à, và có những cái thời điểm gọi là cận trần đúng không? ạ thì ông có phân tích cho các anh chị đây, điểm 21.3 21.5, đây các anh chị nhá và chúng ta có hai cây nến giờ ở khoảng đâu đó uh, lâu lâu ở khoảng vùng 21 21.21.85. Ở đây là 21.1 à 21.8, cái điểm vẽ này là nhầm 21.3 21.5 21.8 thì nó test về vùng 21.85, ta các cái thuật tuần thì hướng về vùng 23.5 đến vùng 24 thì uh, trong tuần vừa qua đã lên được đến vùng 23.3 và nó bắt đầu nó quay trở lại test do đó tuần tới ở vùng 22.5 đến vùng 22.8 kỳ vọng test đi thành công ở vùng này thì như vậy là mục tiêu chúng ta sẽ tiếp tục ngắm đến uh, các cái điểm cả kỹ thuật 23.5 đến khoảng quanh vùng 24 và khi nào mà PDR mà bứt thoát được cái vùng 24 cộng các anh chị bứt được vùng 24 cộng thì nó sẽ uh, lên được cái target kỹ thuật tiếp theo ở quanh vùng 25 uh, tuy nhiên là gì chúng ta phải ngắm cái điểm này đã bứt qua thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, chúng ta phân tích các anh chị nhá nhóm ảnh mà ông à, sẽ đi view cho các anh chị tiếp theo đó là nhóm ảnh chứng khoán thì đối với nhóm ảnh chứng khoán như cũng có chia sẻ đầu video cách đây một tháng thì cũng đã có view cho anh chị vai trò à vai trò của nhóm ảnh chứng khoán trong cái việc mà dẫn dắt thị trường à, trong cái việc mà lít thị trường đúng không ạ và hàng tin hàng hàng, hàng hàng tuần thì chúng ta có những bản tin phân tích cực kỳ chi tiết ví dụ trong tuần trước đúng không à trong tuần trước thì chúng ta nói này ví dụ trong tuần trước thì chúng ta nói đến vci ở vùng 33 33 ba ba là hỗ trợ và cản trên đó là gì? Là vùng 35. Đây các anh chị là vùng 35 đây ạ. Đó. Thì như vậy tại vùng 35 thì nó test lại thì như vậy là tuần này thì chúng ta lại phân tích tiếp như thế nào. Đó thì các anh chị phải hiểu được là như vậy là tuần này thì nó móc xích với tuần sau và tuần này thì nó móc xích với tuần trước. Nó liên hệ với nhau và chúng ta chú ý uh, ghi chép uh, bút à uh, sổ để chúng ta ghi lại những cái nội dung quan trọng. VCI à, dự báo vùng 34, 34.3 có luôn các anh chị, có luôn cho các anh chị hai phiên giao dịch. Target tuần 36 khuyến mại thêm cho các anh chị 0.3 nữa, 36.3. Được chưa? Hỗ trợ ở đây và cản ở đây. Đó và phân tích rõ ràng như vậy đó. Mà ở đây thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà đạt cản rồi thì nó đang ở vùng 35.4 Khả năng tuần tới sẽ ở khoảng vùng 35.4 đến khoảng vùng 35.7 test đi thành công mục tiêu của VCI ở trong nhịp này khả năng sẽ tiếp tục hướng đến vùng 37.5 cổ phiếu HCM trong tuần cũng đã có những cái điểm break vùng 31 điểm test kỹ thuật ở vùng 29.5 đến vùng 30 thì không có về đến nơi nó chỉ test ở loanh quanh ở vùng 30.5 thôi và lên được đến vùng 31.7 rồi target ở vùng 32.5 thì chưa vươn đến nơi và đây nó bắt đầu nó quay trở về các điểm test như vậy tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 30.5 đến vùng 31 kỳ vọng test đi thành công target vẫn là vùng 32.5 SSI khỏe và chúng ta phân tích các cái điểm chỉnh cung của SSI ở khoảng quanh vùng 26 đến khoảng vùng 26.3. Trên thực tế thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai, SSI tạo gáp ở trên vùng 26.5 cộng và chỉ test lại ở vùng 26.4. Target tuần thì chúng ta đưa cổ phiếu này ở vùng 28 thì trong tuần đã lên được đến vùng 27 27.75 tức là còn 0,25 nữa thì nó sẽ 25 điểm nữa thì nó sẽ hoàn thành target tuần với cách thức vận hành của SSI như thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo tuần tới ở khoảng quanh vùng 27 đến khoảng vùng 27.3 test ý thành công mục tiêu là SSI sẽ bứt vùng 28 và điểm cản kỹ thuật sau điểm 28 sẽ hướng về vùng 29 cổ phiếu VND khá là khỏe trong tuần vừa qua thanh khoản tốt cầu tốt như cũng đã có phân tích ở đây thì khoảng ở quanh vùng 14.8 cộng trừ và các anh chị có thể nhìn thấy ở đây đó không ạ à, vùng 14.7 đến vùng 14.8 nó đã test tích lũy thành công target tuần ở vùng 15.5 thì nó cũng chính thức hoàn thành đạt được ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay có thời điểm nó đánh lên 15.55 rồi và nó quay trở về nó, nó test thì à, các cái điểm test à, kỹ thuật này thì theo quan điểm cá nhân của lê khá là tích cực à, tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 15 đến khoảng vùng 15.1 test tích lũy thành công thì mục tiêu vẫn như vậy thôi 15.5 và điểm xa hơn VND sẽ hướng về cản kỹ thuật 16 Cổ phiếu FTS à khá ổn. 44 44.3. Đấy các anh chị, có luôn hỗ trợ kỹ thuật. Target 1 ở vùng 46, target 2 ở vùng 47 thì lên được vùng 46 rồi. Test tích lũy quá đẹp luôn, vùng 45, điểm test 1, điểm test 2. Tuần tới sẽ loanh quanh khả năng là loanh quanh 45. À, tiền nó vào nhóm chứng khoán thì cứ thế nó phi thôi. À, nó phi thủng vùng 46 thì nó sẽ lên vùng 48. <laughs> target kỹ thuật của SS sẽ dự kiến ở khoảng quanh vùng 48. SHS thì trong tuần vừa qua xu hướng vẫn chủ đạo tích lũy, chưa có nhiều các cái điểm bứt phá mạnh. 15, 15.2 đấy, các anh chị có 15, 15.2. Đây là các cây nến ảo, của các anh chị nhé, không có đâu. Và tác cái kỹ thuật ở vùng 16 thì đây rồi cũng đã lên được đến vùng 15.9 rồi đúng không anh chị? Như vậy là cũng khá là sát rồi. Thế thì sau cái điểm chạm cản thì nó test lại như vậy tuần tới 15.3, 15.5 chúng ta lưu ý. Cổ phiếu VX ở trong tuần cũng hút được dòng tiền khá là tích cực nhá các anh chị. Và chúng ta phân tích ở đây đó là gì? Chúng ta phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 11.2 11.3 có luôn điểm hỗ trợ. Target tuần chúng ta phân tích ở vùng 12 đến vùng 12.2 thì có luôn vùng 12. 12.15. Xì 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 xoát và các anh chị cộng 9% một tuần đấy. Đừng có nhìn thế này thôi, đừng có nhìn có từ 11.2 mà lên đến vùng 12.1 Các anh chị nó nó lộn mà lộn đuôi cho nhau thế này nhưng mà 9 phần trăm đấy và chúng ta cứ nghĩ xem gửi banh một năm được 5 5 phần trăm đi thì nó làm quả chuẩn bị nhân hai cả năm trong có một tuần cái điểm khác biệt của chứng khoán là như vậy mỏ vàng nó là như vậy nhưng không phải ai cũng lên đây đào được vàng đâu đó muốn đào được vàng ở trên này nhưng nó chia sẻ rồi kiến thức ở đâu kinh nghiệm ở đâu à, rồi cái độ lì ở đâu biết đâu biết biết gọi là cái cái sự vận hành của thị trường ở đâu chúng ta phải nắm được và chúng ta phải lượng hóa được ít nhất là khoảng tầm 70 phần trăm đó thì chúng ta mới lên đây chúng ta đào vàng được còn chúng ta cứ ngu nga ngu ngơ lên đây nghe ông Nga nói ngược thì đánh ngược nghe ông Nga nói xuôi thì đánh xuôi xong rồi chúng ta không có một cái chứng kiến nào cả thì như vậy nó sẽ rất là khó với cách thức vận hành hiện tại của VX như này tuần tới khả năng ở quanh vùng 11.6 đến khoảng 11.7 các anh chị nhé test tích lũy thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm này thì như vậy VX sẽ hướng đến khoảng quanh vùng cảng thuật 12.5 AGR cũng là một mã cổ phiếu rất nhạy trong nhóm ngành chứng khoán và tuần vừa qua thì nó cũng đã có những cái bước tăng khá là tích cực vùng 18.4, 18.2 có luôn hỗ trợ target 1 ở vùng 19, target 2 ở vùng 19.4 thì vùng 19 đã hoàn thành và tại đây thì nó đang hình thành một cái điểm tích lũy do đó từ tuần tới 18.7 đến vùng 18.8 dự kiến sẽ là những biên tích lũy này mục tiêu sẽ vượt vùng 19.4 và điểm và điểm xa hơn sẽ hướng đến nó là khoảng quanh vùng 20 AGR thì khả năng target nhịp này 20 là hoàn toàn khả thi cổ phiếu VDS cũng là một mã nhạy và trong tuần vừa qua nó cũng hoàn thành được những cái vùng giá mục tiêu đấy phân tích cho các anh chị 20.8 là hỗ trợ này target mục tiêu là vùng 22 ăn tận nghìn hai à ờ, ăn tận nghìn hai cổ phiếu đấy nhá 20.8 này 22 này đấy và 2324 phiên giao dịch ngày 2324 có luôn vùng 20.8 khuyến mại thêm như một chút xíu ở vùng 22.2 2.15 ở đây test lại tuần tới 21.4 21.6 anh chị nhá test tích thành công mục tiêu bứt 22 và điểm cản kỹ thuật của nhịp này VDS hướng đến vùng 23 ORS thì chưa được yêu cho lắm Nói chung là nhịp này thì ORS chưa được khỏe cho lắm nhưng nhưng các anh chị đây vẫn là một mã cổ phiếu rất tiềm năng đó, ở đây nhá, 12 4 12 6 này. Được chưa? Test đẹp chưa? Chạm đúng vùng 12 4 bật long này, target 1 13, target 2 vùng 13.3 thì lên đến vùng 13.2 rồi. Đấy, còn 0.1 nữa thôi, thế là quá quá sát rồi còn gì nữa đúng không? Ở ờ, tuần tới ở đây này vùng 12 7 12 8 test lũy thành công mục tiêu bứt vùng 13.3 và hướng đến ở đâu đây, hướng đến đâu 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 13 7 13 5. Và các anh chị này, ORS, ORS phân tích cho các anh chị đây các anh chị thấy được cái ORS nó nó đang như nào nhá, vẫn rất tiềm năng các anh chị đừng có đùa với nó. Đây. Như vậy là ORS đã hình thành mô hình kép hai đáy ở đây rồi, rất ngon lành rồi, không có cái điều gì phải lan tăn nữa cả, đúng không? Đây nó chạm kênh xu hướng cho nên cái câu chuyện là gì nó phải rụt lại một tí rồi sau đó rồi sau đó các anh chị nếu như mà trong trường hợp nó test tích lũy thành công trên vùng 12.5 hoặc khỏe khỏe tí nữa thì vùng 12.7 thì chiêu phát lên đây 15 thì các anh chị cứ lấy đi 12.5 à, mà lên 15 thì chúng ta lấy 2.000 rưỡi 2.000 rưỡi đi 2.000 rưỡi mà chia cho 12,5 các anh chị nhỉ 20 phần trăm 20 phần trăm chia ngược cho lãi suất gửi banh khoảng mất 4 năm gửi banh nhưng mà nếu như một cái nhịp này nó đánh uh, tích cực và và khả năng hoàn thành thôi cái việc này thì nó cũng trong tầm tay thôi bởi vì thời điểm này thì thị trường chứng khoán ta đang khá là sung đó cho nên là gì à, chúng ta nhìn thấy rằng là những cái góc nhìn kỹ thuật ở trên 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 chạc kỹ thuật giờ thì đôi lúc là chúng ta nhìn đôi lúc nó hơi ngắn đúng không? nhưng mà đây cái điểm nó phải có cái nút thắt ở đây này nó test lại và có cái nút thắt 13 năm 13 bảy đây đó CTS thì cũng quá đẹp trong tuần vừa qua Nói chung là xứng đáng là anh cả lít dòng 39 39.5 có luôn hỗ trợ target tuần 41.5 thì có luôn 41.5 mà các chị nhìn thấy bốn cây đến giờ đúng 41.5 rồi bắt đầu nó mới xịt nó xịt thì cũng khá là ok ở đây vùng 40 40.3 nó tích lũy này như vậy tuần tới khả năng từ đây nó lại bứt thôi và ở trong thời điểm ngắn hạn thì CTS khả năng mục tiêu của chúng ta vẫn là gì vẫn là vùng 42 đến khoảng quanh vùng 42.5 anh chị nhé MBS cũng đẹp mỹ mãn luôn ở trong tuần vừa qua khuyến mại cho anh chị mấy khúc chứ không phải một khúc Dự kiến là test về vùng 27.5 đến vùng 28 Trên thực tế thì nó chỉ test ở vùng 28 chấm mấy đến 28 28.2 Target tuần ở vùng 30 thì đến cái cây nến giờ của phiên đầu phiên ngày giao dịch 25 Thì nó chơi cây này thủng luôn 30 khỏi phí khỏi về bàn Và sau cái thủng đó thì nó lại tiếp tục nó hình thành ở điểm 30, 31 test này Phiên 25, 26, 27 test này và phiên ngày hôm nay ấy, nó đang nó đang manh muốn đấy là manh mà lực cầu tốt chứ Đúng không? và nó đang may muốn ở chỗ này nó đang muốn vượt thoát ở vùng 30 32 này cho nên là khả năng tuần tới thì với cái đà hưng phấn và với cái cách tiếp cận của MBS như này thì chắc chắn là MBS sẽ tiếp tục long và các cái điểm mà cả cái tuần tiếp theo của MBS khả năng sẽ hướng về vùng 34 đến khoảng quanh vùng 34.5 à, Ok như vậy là bản tin tuần này thì ông sẽ xin phép được tạm dừng tại đây các mã cổ phiếu chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin tuần sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị. À, kính chúc anh chị em có một tuần uh, nghỉ ngơi để chúng ta bước vào tháng 10 và bước vào quý 4 uh, với một kỳ vọng lớn uh, là thị trường chứng khoán Việt Nam uh, sẽ tiếp tục tăng và chúng ta sẽ tiếp tục uh, hoàn thành hoàn thành cái chu kỳ sóng tăng 2 năm các anh chị, hoàn thành cái chu kỳ sóng tăng 2 năm. Đó là chúng ta lấy cái chân sóng, ví dụ như chúng ta lấy cái chân sóng từ uh, tháng 11 của năm 2022 thì đến chu kỳ 2 năm là sẽ đến tháng 11 của năm 2024. À đó, vậy thì cái tọa độ mà thị trường của chúng ta sẽ kết thúc cái nhịp sóng tăng, khả năng sẽ rơi vào à, giữa giữa tháng 10 10 12 của năm 2024. Và trước mắt của chúng ta thì đang có khoảng tầm 3 tháng để chúng ta chinh chiến và chiến đấu và chúng ta sẽ cố gắng tối ưu hóa à, tận dụng hóa à, tất cả à, những cái nguồn lực của chúng ta để chúng ta à, thu được những cái lợi nhuận tốt nhất và tối ưu nhất ở trong nhịp sóng này.